Huấn luyện viên Thanh Hóa mong các trọng tài đừng giết chết bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Petrovic ngồi trầm ngâm trong quán cà phê ngay trong khuôn viên sân vận động Thanh Hóa. Gương mặt ông đượm buồn vì vẫn chưa nuốt trôi thất bại 1-2 trên sân của Hà Nội, trận thua đầu tiên của đội bóng xứ Thanh tại V-League 2017. Sau 3 tháng sang Việt Nam, đây là lần đầu tiên chiến lược gia vô địch C1, tiền thân của giải Champions League nhận lời trả lời phỏng vấn. Ông bảo mình đến để làm việc, để giành kết quả chứ không phải để nói. Phóng viên đặt câu hỏi đầu tiên. Ông nghĩ sao về hành động phản ứng quyết liệt của trọng tài khi Thanh Hóa không được công nhận bàn thắng ở phút thứ 88 trong trận đấu với Hà Nội? Ông trả lời, sau khi trận đấu kết thúc, tôi xem lại băng hình. Tình huống đó quả thật là Bật Hiếu đã việt vị trước khi bóng vào lưới Hà Nội. Trọng tài đúng khi không công nhận bàn thắng. Tôi sai khi phản ứng. Tôi muốn xin lỗi trọng tài biên. Ông ấy đã phất cờ bắt việt vị đúng trong tình huống đó. Phóng viên đặt câu hỏi, thế còn trọng tài chính Hiền Chết thì sao? Ông Petrovic trả lời, tôi là người trầm tính, ít phản ứng trọng tài. Đây là lần đầu tiên trong 35 năm cầm quân của mình tôi phản ứng như vậy. Điều này có lý do của nó. Trước tình huống gây tranh cãi trên, ông Hiền Chiết đã có những pha bắt không chuẩn, bất công với Thanh Hóa khiến tôi ức chế. Phút thứ 46, cầu thủ của tôi tạt bóng, cầu thủ chủ nhà dùng tay ngăn cản. Trọng tài đứng cách đó chưa tới 10m nhưng không thổi phạt đền. Nếu bắt chuẩn, chúng tôi được hưởng một quả phạt đền, tỷ số là 2-0 thì trận đấu coi như kết thúc. Ngược lại, tôi đã xem đi xem lại băng hình và khẳng định quả thổi phạt 11m với Thanh Hóa ở phút thứ 23 là thiếu chuẩn xác. Bật Hiếu nằm sân trước khi bóng nảy cột dọc chạm vào người anh ta, quả đó bóng vào đùi cầu thủ tôi chứ không phải vào tay. Tôi xem lại trên truyền hình, thấy trước khi hiệp 2 bắt đầu, trọng tài Hiền Chiết đứng nói chuyện với cầu thủ Hà Nội khoảng 2 phút. Tôi không nói họ làm gì mờ ám, nhưng trọng tài thì không nên như thế, sẽ gây cảm giác ức chế cho đội khác. Ngày tôi mới đến, tôi thấy trọng tài Việt Nam đứng tuyên thệ bắt công tâm, tôi mừng lắm, chưa thấy ở đâu có chuyện này. Sau đó một số vòng tôi còn lên tiếng khen họ bắt tốt hơn cả trọng tài ở châu Âu. Nhưng gần đây các trọng tài đã đánh mất niềm tin. Họ làm sao thì làm, đừng để chết bóng đá Việt Nam, đừng giết chết tình yêu của người hâm mộ. Nhân đây tôi xin lỗi 7.000 cổ động viên đã lặn lội từ Thanh Hóa ra Hà Nội để tiếp lửa cho đội nhà. Chúng tôi thua, không đáp ứng được kỳ vọng của họ. Trả lời câu hỏi về việc ông nghĩ sao nếu phải nhận án phạt nặng, treo quyền chỉ đạo trong những trận tới. Huấn luyện viên Petrovic trả lời, tôi phản ứng sai, tôi chấp nhận án phạt. Tôi hy vọng đó là án phạt tiền chứ không phải là cấm chỉ đạo. Trên sân tôi cũng chỉ lao đến hỏi vì sao trọng tài không công nhận bàn thắng của Thanh Hóa, tôi không động đến người họ. Thêm nữa, đây là lần đầu tiên tôi phản ứng với trọng tài trong thời gian làm việc tại Việt Nam. Ngay khi trọng tài chính xuất quyền chỉ đạo của tôi cũng tuân thủ. Nếu lúc đó tôi còn ở băng ghế chỉ đạo, không có chuyện Thanh Hóa phải nhận bàn thua thứ hai, chịu thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay. Chia sẻ về bí quyết của mình kể từ khi đến với Thanh Hóa, ông đã giúp đội bóng này tiến bộ rõ, bất bại 9 trận liên tiếp và trở thành ứng cử viên cho ngôi vô địch, huấn luyện viên Petrovic nói. Thứ nhất, tôi ưu tiên củng cố hàng thủ, tôi tìm hiểu kỹ Thanh Hóa ở mùa trước. Tôi thấy họ có hiệu suất ghi bàn tốt nhưng cũng để thủng lưới nhiều. Tôi nói với cầu thủ rằng nếu cứ mỗi trận thủng 1-2 quả như vậy thì sao có thể giành thành tích cao hay vô địch được. Đội cần giữ sạch lưới nhà trước khi tính tới chuyện xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Tôi vẫn đang buồn vì 9 trận trước đội chỉ để lọt lưới 4 bàn, mà trong trận đấu với Hà Nội phải nhận tới 2 bàn thua. Trong quãng thời gian tôi dẫn dắt Red Star Belgrade, Jose Mourinho từng đến học việc. Tôi cũng dạy cậu ta về cách cho đội bóng chơi phòng ngự trước rồi mới dạy về triển khai tấn công. Thứ hai, ở Thanh Hóa, tôi dạy các cầu thủ rằng họ không thể chơi như họ thích mà chơi theo ý muốn, theo chiến thuật của tôi, điển hình như số 6 Thế Dương. Lần đầu tôi tung cậu ấy ra sân, cậu ấy chơi theo ý mình, không đâu ra đâu. Tôi tuyên bố chơi theo mong muốn của tôi hoặc nghỉ. Sau đó tôi trao lại cơ hội cho cậu ấy thể hiện và giờ thì khác hoàn toàn. Trong đội bóng không thể mạnh ai nấy đá, phải theo một chiến thuật chung. Thứ ba, đó là làm việc hết mình. Tôi mê bóng đá, nghiện bóng đá, ăn ngủ cùng nó và tôi muốn các cầu thủ cũng như vậy. Từ khi sang Việt Nam, tôi đã thay đổi cách làm việc của đội Thanh Hóa. Một tiếng trước khi tập, tôi yêu cầu toàn ban huấn luyện họp, phổ biến những gì họ phải làm để tập cùng các cầu thủ. Cứ làm việc hết mình, thành công sẽ đến. Phóng viên đặt câu hỏi, ông đánh giá sao về cơ hội vô địch của Thanh Hóa? Đâu là đối thủ lớn nhất của đội trong cuộc đua tới ngai vàng? Huấn luyện viên cho biết, chúng tôi phải cố gắng từng trận một. Để có được thành tích cao, chúng tôi phải bổ sung thêm 2-3 cầu thủ trong giai đoạn giữa mùa. May mắn là tại đây tôi được lãnh đạo ủng hộ, có toàn quyền quyết định mọi chuyện trong đội bóng. Đối thủ lớn nhất đương nhiên là đương kim vô địch Hà Nội. Chia sẻ về lý do đến Việt Nam làm huấn luyện viên, ông Petrovic nói, tôi từng làm việc ở Trung Quốc nên cũng có cơ hội xem SEA Games, ASEAN, ở vòng loại World Cup có các đội tuyển Việt Nam. Tôi thấy bóng đá ở đây đang có bước phát triển và tôi tự hỏi tại sao lại không đến đây thử. Tôi có thể về Serbia và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi đã ở đó quá lâu, tôi thích những thử thách mới. Tôi đến Việt Nam không phải vì thức ăn, vì tiền, vì phụ nữ, tôi đến vì bóng đá. Tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân Thanh Hóa càng làm tôi máu hơn, xin các trọng tài đừng giết chết đam mê của tôi. Sau quãng thời gian ở đây, tôi đã bắt đầu yêu bóng đá Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà suốt 3 tháng qua, tôi chỉ cắm đầu vào công việc, giúp bóng đá Thanh Hóa, không một lần về thăm vợ con và 3 đứa cháu nhỏ.